gửi bác gái. Chính xác là khi nào cháu mới nhận lại được tiền vậy? Xin bác cho cháu một ngày cố định. Con đâu có gọi điện thoại cho bác, con cũng không có nhắn tin, cũng không có gửi thư, cũng không có nói chuyện đúng với rồi. Gia đình của bác. Đúng rồi, con không có gọi điện, không có gửi thư, không có nói gì hết trơn. Mà cô lại dùng cái này, cái kia của đứa ngoài mưa nè. Này còn đọc không biết cái kia nữa. Nè, tiền của mấy người tôi trả mấy người nè. Rồi biết giùm tôi đi. Bác ơi, bác uống gì không bác? Ừ, cảm ơn con. À, con gái ơi. Dạ. Ừ, lại đây bác hỏi chuyện trước coi. Dạ. Uống nước đi con. Ê, dạ thôi, tí nữa con uống. Ăn trái cây đi. À, dạ được rồi bác. Mà có chuyện gì vậy bác? Ừ, có một cái chuyện này bác muốn nói mà bác ngại quá. Thôi có gì đâu mà ngại bác. Ừ, con ơi, con xinh đẹp quá đi con. Dạ. Con cảm ơn bác. Ừ, có tiền cho bác mượn 5 triệu đi. Hả? À, không phải là bác mượn cho bác. Bác giúp bạn, bạn của bác á. Tội nghiệp lắm con. Trời ơi, hoàn cảnh khó khăn rồi bây giờ bị tai nạn nữa. Bác mượn để giúp cho nó. Mà hứa, bác hứa là một tuần lễ bác sẽ trả cho con. Con... Rồi bác biết là không được phải không? Thôi được rồi, để bác mượn người khác. Dạ được. Hả? Con cho bác mượn được. Trời ơi, tao nói gì cha mẹ nào mà khéo sanh khéo đẻ. Con gái mà nết na, dịu dàng, đầm thắm, dễ thương mà còn tốt bụng nó. Trời ơi, con ơi. Con dễ thương mà. Đau, bác ơi. Xin lỗi con. Cảm ơn con nghe. 5 triệu nha, tuần sau bác trả liền. Dạ, dạ. Cái gì mà gọi cả mười mấy cuộc mà cũng không được vậy trời. Hiếu Hiền, tôi tưởng tới trả gọi quà. Không thèm nghe. Lỡ chơi lầy rồi, lầy luôn. Dạ, con chào bác. Hả? Cái gì vậy, bà làm cái gì bà há? Nguyện quá à. Cô qua đây chi vậy? À, dạ, tại Kim Chi bận cho nên con mới đem coupon qua đây dùm cho Kim Chi. À vậy hả? Đó. Ủa? Rồi hai người biết nhau hả? Dạ biết. Vì con là bạn thân của Kim Chi. Con đang ở chung nhà với Kim Chi á bác. Ồ, hèn chi. Dạ. Chung nhà. Bác gái có qua chơi với tụi con. Rồi bác gái có hỏi mượn con. Trời ơi, con mũi bự quá. Cô giáo. Cô giáo uống gì không? Nước cam hay cà phê? Nó uống gì tôi làm. À, dạ, mà cho con gì con uống cái đó. Bà đi vô ra sao làm nước cho cô uống đi. Rồi làm nước. À nè cô. Dạ. Hồi nãy cô giáo nói bà tôi mượn cái gì. Ê gì vậy? Đi ra. Buông ra. Đi ra. Bà làm cái gì vậy? Tôi thích luôn quá. Bà đứng lại. Tôi thích luôn quá. Đứng lại. Trời ơi, cô nghĩ sao mà cô tới nhà tôi, cô tìm tôi, rồi ông chồng tôi biết thì sao? Dạ, tại con gọi cho bác không được cho nên mà con hơi lo lắng. Tôi yêu cầu cô đừng có tới tìm tôi nữa, tại vì ông chồng tôi biết là tôi chết chắc. Dạ bác ơi, bác đừng có chết. Con sẽ không có làm phiền bác nữa đâu, con không có kiếm bác nữa. Nhưng mà chừng nào bác trả con 5 triệu bác mượn vậy bác? Ôi con người, cô sao tiền bạc có vậy? Tôi yêu cầu cô đừng nói vấn đề tiền bạc, cô hiểu chưa? Tôi là người đi mượn thì tôi phải có nhiệm vụ tôi trả, nhưng mà chưa biết ngày nào trả thì thôi. Nhưng mà bác ơi, cái tiền đó. Trời ơi, đã nói tiền bạc đừng có nói tới nữa, mà sao nói hoài vậy? Trời ơi, cô cho người ta mượn, bây giờ cô muốn là chồng tôi biết rồi chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó tôi qua bên nhà cô tôi ở, cô mới vừa lòng phải không? Dạ không, được rồi, bây giờ con không có dám dụ tiền bạc gì nữa hết. Chỉ cần bây giờ bác cho con xin cái lịch là chừng nào bác chuyển khoản cho con 5 triệu vậy bác. Trời ơi, sao cô lì quá đi. Bây giờ tôi nói cô biết, cô là người cho người ta mượn, còn chừng nào người ta trả thì tùy người ta, hiểu chưa? Chó! Đang đòi nợ một chó đâu mà sủa hoài à? Xui gì đâu. Thầy Phúc, em gửi lá thư này. Cái gì vậy? À dạ, đây là thư em gửi đến quý phụ huynh đó thầy. Tại vì học kỳ này cũng kết thúc rồi, cho nên em muốn gửi thư cảm ơn đến cho phụ huynh của các em học sinh đó thầy. Cô chủ đáo quá ha.
Cả trường này chỉ có mình cô làm vậy thôi đó. Dạ, đâu có sao đâu thầy. À, em gửi cho thầy, thầy gửi về thầy đưa cho phụ huynh của em Minh với em Mẫn đó thầy. Mà đặc biệt là thầy đưa cho bà nội của em Minh và em Mẫn nha thầy. Ủa chi vậy? Tôi nghĩ đưa ba má nó là được. Bà đi đòi tiền mẹ chồng túi hả? Ừ. Bà nghĩ bà đòi được sao? Thì mẹ chồng bà nói đó là không được tìm, không được gọi điện, không được nhắn tin, không được nhắc tới tiền. Tôi đã nói với bà rồi, mẹ chồng của tôi là siêu sao xù nợ đó. Bà yên tâm, tôi đã có cách. Hả? Tôi đi nha. Ủa sao cô đứng đây vậy? Không sao đâu chị. Em đứng đây chơi chứ. Cô vô trong đi, mở cửa cho cô vô trong nha. Chị đừng có quan tâm tới em. Em thích đứng ngoài này chơi không? Chơi cái gì ngoài này, trời mưa lớn quá. Vô trong chơi gia đình tôi vui hơn cô. Dạ không. Chơi đây vui hơn. Rồi cô có bị gì không vậy? Dạ không. Chị đừng có bận tâm tới em. Chị vô đi. Vậy cô chơi vui vẻ nha. Dạ. Thôi ba mẹ em mới về. Ủa ngoài trời mưa lớn lắm hả con? Dạ. À. Chú Phúc. Dạ. Chú ra coi cô Diệu Hiền đứng trước cửa mình kìa. Cô có chuyện gì chị? Chị cũng không biết nữa, chị hỏi thì cổ không có nói. Mà mời vô nhà cũng không chịu vô nữa. Ra coi coi sao con. Ra coi đi chú. Chứ để đứng ngoài kỳ lắm. Chuyện gì gọi điện thoại đó cho em là được rồi. Mắt mới đứng ngoài cửa thôi. Để em ra coi thử. Ủa cô Hiền, cô đi đây làm gì vậy? Cô Hiền, cô nghe tôi nói không? Bây giờ trời lạnh lắm, đi vô nhà lẹ, trời mưa. Em đang chơi. Ở đây có gì đâu chơi cô. Đi vô nhà trời mưa lạnh nó cảm đó. Em đang vui lắm. Thầy đừng có làm phiền em được không? Nhìn chưa. Mưa dữ lắm hả? Dạ. Rồi sao? Có gì không con? Dạ con cũng không biết nữa. Con hỏi cổ thì cổ không chịu nói. Không nói gì hết trơn hả? Dạ. Mà hồi nãy á, con gặp cổ á, hình như con thấy có chuyện gì khó nói á ba. Dạ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ sao vậy? Tự nhiên nó mắc ho vậy thôi. Mẹ có sao không? Thôi con chăm cứu cho mẹ cho. Ho mà chăm cứu là gì không biết nữa. Mọi người ăn cơm đi. Dạ. Người gì đâu mà dai chứ sợ à. Nó nói là từ từ tới trả mà. Tính nước ngoài mưa đó, là đổ bệnh luôn hả? Nội mới về. Từ từ tôi trả cái đó. Gì mà từ từ trả nội? Không có. Ủa con đi học mới về đó hả? Dạ. Sao nay về trễ vậy? Dạ tại vì hôm nay trời mưa quá nội. Mà mai con có đem theo cái dù á. Vậy hả? Nội, mà mưa lớn vậy á, con không biết tại sao cô Hiền cứ đứng trước cửa hoài. Không biết làm gì nữa. Cô Hiền còn đứng trước cửa nhà mình á hả? Dạ. Con nghĩ đứng một hồi là dầm mưa là bệnh luôn á. Tại vì cái mưa này dai lắm. Sao không chịu về đi ha? Con không biết luôn. Ôi, mưa gì mà dai với đĩa vậy hả? Cứ từ từ chú trả thì đi về đi. Mưa gió lớn vậy mà đứng vậy rồi mà dầm mưa rồi bệnh rồi sao không biết nữa à? Ôi trời đất ơi, mệt mỏi. Ây chà, không biết cái cô Diệu Hiền có làm cái gì mắc mới trời mưa bà. Cũng lẽ đứng hoài mà cống. Ngộ, không hiểu được. Cái gì đây,
5 triệu bảng. 5 triệu bảng. Ông gì? Ông có tiền ông cho tôi 5 triệu đi ông. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên đêm hôm mình xin 5 triệu. 5 triệu bà tưởng đâu là giấy hả? 5 triệu làm gì? Tự nhiên xin 5 triệu. Ông cho tôi đi. Rồi sau này ông muốn bắn, muốn giết, muốn xử tôi sao cũng được. Vậy ông thương tình ông cho tôi 5 triệu đi ông. Nghe không? Cái gì lạ trời. Cầm tiền rồi đi về giúp cái đi. Trời ơi nghĩ sao mưa lớn vậy mà nếu mà dặm mưa rồi bệnh rồi sao? Dạ thôi bác cứ vô nhà đi, đừng có quan tâm tới con, đừng có đưa tiền cho con. Trời ơi, cô không đưa tiền cho cô rồi cô đứng ngoài này cô dặm mưa rồi cô bệnh cô đổ thừa tôi chứ gì. Cầm tiền đi về đi. Con đâu có gọi điện thoại cho bác, con cũng không có nhắn tin, cũng không có gửi thư, cũng không có nói chuyện đúng với rồi. Gia đình của bác. Đúng rồi, cô không có gọi điện, không có gửi thư, không có nói gì hết trơn. Mà cô lại dùng cái này, cái kêu của đứa ngoài mưa nè. Này còn đọc không biết cái kêu nữa. Nè, tiền của mấy người tôi trả mấy người nè. Rồi biết giùm tôi đi. Bác ép lắm con mới lấy. Con không lấy chắc bác buồn lắm. Xin phép bác con về. Chúc bác buổi tối vui vẻ. Về đi mua thuốc mà uống đi. Cầm tiền cứ vui vẻ hớn hở liền luôn. Nó nói chuyện tôi mà nó rung cập 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 vậy nè. Con nhỏ này đúng là dùng khổ dục kế nè.